bạn đã quay trở lại với GameHub.vn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đặc biệt là những ai yêu mèo, một game cực kỳ cute có tên là Kitty in the Box. Vào game luôn. Đấy, game này như kiểu lấy cảm hứng từ cái con mèo Sirenico và một người bạn của nó màu xám trắng mà mình cũng không nhớ tên cho lắm. Tại vì trên mạng ấy có một cái bức ảnh là hai cái con mèo béo ị đấy nằm trong một cái hộp bìa cắt tông và đã nhận được hàng chục nghìn like. Đấy. Trong game này thì các bạn sẽ phải nhập vai và là một chú mèo. Các bạn có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Đấy, vượt được qua nhiều level thì các bạn sẽ mở được các chú mèo tiếp theo. Còn hiện tại thì mình chỉ đang có 3 lựa chọn, đấy là Milo có kỉnh giận dữ, Vanilla sữa trắng đáng yêu và Choco nâu cute. Đấy, mình sẽ chơi thử Choco nhé. Thì cách chơi vô cùng đơn giản. Chú mèo các bạn bị đặt ở trên một cái cây cầu như kiểu là bánh kẹo hay là thạch, một sắc rực rỡ. Và trên đấy thì chú mèo này phải có nhiệm vụ là vượt qua được cái hộp bìa cắt tông và ăn cái món ăn ở đằng trước này. Hình như đây là miếng dưa hấu thì phải. Thì các bạn chỉ việc có chạm một ngón tay vào màn hình, thế xong rồi đến thời điểm thích hợp thì nhả tay ra. Đấy, rất đơn giản thôi. Thường thì mình đi đến cái ô số 3 là nhả tay, như thế là vừa đẹp. Các bạn cố gắng căn chỉnh cho chính xác, bởi vì nếu như đấy để chú mèo bay ra khỏi không gian rơi xuống cầu như thế này là thua. Đấy, lại phải chơi lại từ đầu, tiếc ơi là tiếc. Hiện tại thì mình mới chỉ đang chơi được rất ít, đi được qua mấy cây cầu thôi, nên là chỉ có mở hộp bìa cắt tông. Chứ còn nếu mà các bạn đi đến những cây cầu sau thì có thể sẽ là bắt gặp một cái rổ này. Và nhiệm vụ của chúng mình là phải hất tay lên trên để cho chú mèo bay lên chui vào trong rổ, ăn được con cá đằng trước. Thế qua được mỗi cây cầu này thì các bạn sẽ ghi được khoảng 1 đến 2 chú cá. Cá đấy thì để dùng được, các bạn có thể chơi tiếp như thế này mà không cần phải restart. Hoặc là tích lũy được nhiều cá thì sẽ mua được các cái chú mèo khác, như là mình vừa cho các bạn xem ở bên ngoài. Ôi dồi, đúng rồi. Game này không chỉ hình ảnh đáng yêu mà âm thanh mèo kêu cũng rất cute. Đấy, lúc nào chúng nó qua được cầu thì chúng nó sẽ kêu ngoéo ngoéo đáng yêu. Còn nếu như mà bị rơi xuống dưới như thế này thì nghe khổ thân cực. Mèo. Ngoài ra các bạn cũng có thể trang bị các cái vật phẩm cho chú mèo của mình thêm cute hơn. Mũ này, kính này, đấy, đủ các màu sắc đáng yêu dã man. Mình thích game này quá. Hy vọng là các bạn đã có những cái giờ phút giải trí bên cạnh Kitty in the Box. Và đừng quên ủng hộ GameHub.vn nhé.